Bán này là bao nhiêu tiền đấy ạ cô? Đây, tay là có 30.000. Dân lao động ăn mà, mình cứ bán lấy tay một tí. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn lên Bồ Đề Long Biên. Hôm trước mình đã lên Bồ Đề, mình quay cho các bạn một quán bún vào buổi sáng rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình quay cho các bạn một quán bún riêu. Nhưng mà quán này rất là đặc biệt các bạn nhé. Quán này là bún riêu nhưng mà người ta kết hợp với cả chả ấy, chả của bún chả các bạn ạ. Người ta bán từ rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ mình và các bạn thì đang ở trên phố Nguyễn Văn Cừ các bạn nhé. Nguyễn Văn Cừ thuộc quận Long Biên các bạn ạ. Ở chỗ này thì cũng là vừa cái đoạn mà mình vừa mới qua cầu Trương Dương thôi. Phía đằng trước các bạn kia là cầu Trương Dương kìa các bạn kia. Đó, các bạn đi qua cầu Trương Dương khoảng tầm 200m thì các bạn đến phố Bồ Đề này các bạn nhé. Đây, phố Bồ Đề đằng sau mình nhé các bạn này. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong cái quán bún ở trong ngõ này. Địa chỉ là nằm ở trong số 12 các bạn nhé. Bây giờ mình và các bạn sẽ đi vào đấy thôi. Cô quạt chả sớm đấy cô. Ui, mùi thơm thế, bốc ra tận đầu ngõ luôn cô ạ. Vâng. Cô ở đây là cô có phải là của quán bún ốc không cô? Vâng. Thế là cô lại bán thêm cả chả này hả? Hay là bán cả cua, cả ốc, cả chả, cả bò. Vâng. Quay để đi đâu đấy? Dạ. Để làm gì đấy? À, cháu quay, cháu giới thiệu quán ăn mà. Mạng á? Vâng, đúng rồi cô ạ. Để làm gì? Thơm quá. Cháu chia sẻ cho quán cho mình đông khách nhé cô. Cô chưa xem trên mạng bao giờ. Cô chưa xem các quán ăn được chia sẻ trên mạng. À đấy. Vâng, đúng rồi, các cô thì bây giờ cũng ít xem mà. Ừ, cô vẫn còn giữ được quạt con cóc này ấy nhỉ? Hay là quạt này mới mua bây giờ đấy cô? Thế à? Vâng. Cái quạt này ngày xưa nhà mình có mấy cái các bạn này. Ngày xưa nổi tiếng quạt con cóc này lắm. Ai dùng ngày xưa thì nó có giá trị, bây giờ thì ai dùng? Bây giờ thì quạt tàu hết cô nhỉ? Làm là nhái thôi. Hôm nay nướng chả có nhiều không cô? Mà cô hôm đã nướng 5 cân. 5 cân ạ? À, thế là mình làm trong kia xong mình cứ đem dần ra đây mình nướng ạ? Đem ra đây nó đỡ bụi. Vâng. Đây, để cháu vào trong này cho xem nào. Cô Thúy ơi. Cháu chào cô. Vâng. Cô mở hàng lâu chưa? Cô cái này nhà cô thì mở lâu rồi. À, buổi sáng ấy cô, buổi sáng cô mở mấy giờ rồi? Cô 4:30 cô dậy. Thế ạ? Thế cô đang làm chuẩn bị cái gì đây? Thế nhà mình ở đây thì không gian cũng nhỏ nhắn xinh xắn đấy cô nhỉ? Vâng. Cô đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đang đứng chả. Thế ạ, đứng chả ngoài kia đây đúng không cô? Chả ngoài kia canh. Vâng. Trong ngõ này nhà mình thì có sâu hả cô hay là đi thông đấy ạ? Thông lên cho chú ạ. À, đi thông lên đê luôn ạ? À, buổi sáng ra thì cũng mát mẻ nhỉ cô nhỉ? Đợt này nó cũng thay đổi thế tiết. Đúng rồi. Sao cháu thấy ở trên này lại cơm trang hả cô? Thế à? Ngày xưa bán cơm ở đây quán mười mấy năm đấy. Thế à? Thế sao bây giờ cô lại không bán cơm? Tay cũng tay là chú bà nghỉ, đang nghỉ bắt ra mấy năm đấy. Thế à? Thế cô chuyển sang bán bún này lâu chưa? Bán bún mấy năm. Cái bún là của nhà cô là truyền thống mà 3 đời rồi. Thế à? Từ đời bà chồng. Vâng. Ngoại của chồng. Mẹ cô. À. Bây giờ đến đời chị em cô. Cháu đeo cho cô cái mic nhá. Là thế sao ngay lúc đầu mà cô không bán ngay bún riêu mà cô lại bán cơm? À, ngày xưa nhà cô chị cô bán ở dưới này. Vâng. Xong cô bán hàng cơm thì chị cô về. À. Về bên đường. Vâng. Xong mà cô nghỉ ngã gãy tay thì bắt đầu là hai chị em bảo thôi bán. Thế bây giờ thì cô bán cái lượng bán đã ổn chưa? Lượng bán của cô thì nói chung là cũng năm nay thì nó không bằng năm ngoái. Thế hả? Năm ngoái thì cứ tầm 40-50 cân. Cháu nhìn ảnh ai trên kia đẹp đấy cô? Ảnh của cô ngày xưa. Từ 2007. Vâng ạ. Ngoài đông lắm nhà cô. Vâng. 450 cân bún và đây áo cô nhẹ rồi đây ạ cô. Nhẹ hết tại đây này. Vâng. Lại bày được hàng đâu? Sáng hôm vâng. Chưa bày được hàng. Sáng ra mấy giờ khoảng mấy giờ thì có khách hả cô?
Nói chung từ 7 giờ đến 8, 9 giờ. Bán buổi trưa nhất thì nhà cô mở cái sân bên này này. Sân nào? Mở cổng bên này. À, cả bên kia cũng của nhà mình hả cô? Của bà chị thì là cứ ngồi nhờ buổi trưa thôi. Gần thế chục à? Cái... Thích gần, quá. Gần chục cái bàn nhựa, 5 cái bàn con, bàn một tôi vứt ra đấy là ngồi hết một lượt trên sân. Đây cháu xem đây là riêu này. Rồi riêu. Riêu cô làm này. Đây là riêu cô làm. Đây cũng là bát riêu này. Đây trắng trắng này là cô cũng cho cả đậu phụ vào đây đúng có, không? Có, phải có một ít nhưng nhà cô hành là chính. Không làm bằng đậu nhiều. Cô khá là nhiều hành nhá. Đậu với cả trứng. Vâng, trắng trứng cô nhờ. Đúng rồi. Còn đây là nồi nước dùng hả cô? Nồi nước dùng hả cô? Nồi nước dùng cô ninh xong chưa? Xong cô rồi. Đun chưa? Đang đun đấy. Thế ạ? À? Nồi nước này cô nhiều cà chua. Nhiều cà chua, nước dùng vâng. Nhà cô làm thực chất hết. Vâng. Bây giờ cô mới cho đậu phụ hả đúng không ạ? Sao cháu thấy ở đây có cái gậy selfie này, cô cũng selfie cô bán... Không, cô để điện thoại, cô để điện thoại lúc, tại vì cô bị mất một cái rồi. Yeah. Cô kiểu đông khách quá thì không để ý. Các cái văn phòng văn phiếp đây thì nó gần lên mấy bước chân trên đường đây này. Vâng. Thì nó gọi thì 5-7 suất hoặc 3-4 suất. Vâng. Bên Hồng Ngọc mất một gọi của cô. Hồng Ngọc cũng... 4-50 suất bún một lần. Thế cả? Toàn bún chan với ác cơ. Mà cô phải cho bằng taxi chở đi. Thế bây giờ vẫn lấy đều không cô? Đóng từng hộp một. Vâng. Đây là cái hộp gì đấy ạ cô? Nước chấm. Nước chấm? À, nước chấm của bún chả đúng không ạ? Nước chấm. Thế là cô lấy cái phần thịt gì đấy? Toàn thịt ngon. Đấy, tùy từng hôm nào có cái u vai mỡ thì mình lấy được. Cô quán này xong chưa hay tí nữa thì ăn thì quạt thêm hả cô? Không, cứ như này là ăn được rồi. À, thế này là ăn luôn rồi gì ạ? Vâng. Để cháu nhìn xem nào. Quạt nó cũng chín tới, bắt đầu là có giam giám những cái... phần thịt nạc là nó xém một chút. Lúc ấy cháu đi ở ngoài kia lúc mờ tối cháu nhìn vào đây cháu thấy cô đã lùi cụi cô làm rồi. Tối từ 5 giờ mà. Vâng. Đấy, lúc mà mình giới thiệu cho các bạn lúc đấy là trời mờ sáng thôi nhưng mà trước đấy là mình đã đi qua để mình tham thính trước rồi. Thế ngày nào là cô cũng lôi ra đây cô quạt chỗ này nhỉ? Tớ mang ra đây tớ quạt cho nó khỏi bụi. Cái tầm sáng này thì chưa có khách. Vâng. Cái tầm muộn trưa thì khách nó đông. Chỉ dân lao động người ta đi ăn sớm thôi. À, ở đây là có hai cô làm đấy hả cô? Còn thuê thêm ai nữa không ạ? À, có một cậu em nữa. Cậu chưa ngủ dậy, cậu chỉ hộ thôi. Dạ, em là chồng cô Thúy ạ. Ờ. Sao mình không làm cái bếp nó dài ra để hai cái vỉ? Không dở được, không kịp được. Thế ạ? Làm như thế nó cháy chả. Nó cháy là một cái, thứ hai là nó quạt này xong rồi nó ám vào mà mình không quạt được bằng tay thì nó sẽ ám vào cái miếng chả. Vâng. Ăn nó sẽ có mùi khói. Vâng. Và trông cái miếng chả nó không ngon. Làm hàng này vất vả lắm. Bây giờ kiếm tiền nó khó khăn. Vâng. Tớ ngày xưa là tớ bán ở bên Ngọc Lâm cơ. Bán ở chỗ trường tiểu học Ái Mộ đấy. Vâng, cô bán cơm à? Cô đầu tiên thì cũng bán bún, tớ bán bún từ năm 98, tớ bán lâu rồi. Vâng. Đây là nhà đẻ, xong rồi tớ về bên nhà chồng, ngày con sinh con thì về trông cháu. Vâng. Xong rồi lại đợt vừa rồi, đợt Covid đấy là quay lại bán thì nó lại là Covid, đâm ra ở trên đấy kiểu nó khó khăn ấy. Xuống dưới này hai chị em làm. Ngày xưa là tớ đây các cái đinh này là tớ bắc bạt này, căng bạt này. À vâng. Đấy. Để bán ở đầu ngõ này ạ. Để bán ở đầu này này. Vâng. Ôi cháu thấy bán đầu ngõ này hay nhá. Xong rồi là lên quận lên phường thì là người ta đuổi, người ta không cho ngồi. Cháu thấy bảo là chả này là cô bán cả vào trong bún riêu. Đúng rồi. Cái này nhà cô nói bảo đúng ở đây, độc quyền luôn. Vâng. Một mình nhà cô có. Ai ăn thì cô gọi thì cô mới làm hay là bát nào cũng cho vào? Không, ai gọi thì làm, nói là đúng là 90% người ta ăn cái bún cua cho thịt nướng này luôn. Thế à? Đấy đúng, cháu thấy là cũng lạ đấy. Độc quyền. Vâng. Có người có cái cháu ấy, lão trẻ tầm như cháu ấy. Nhà nó dưới xóm đây này. Vâng. Nó có gạ hai chị em là cô ra Ngọc Lâm đi, cô bán đi. Cô bán hàng. Cô con đầu tư hết cho cô. Cô chỉ việc đứng bốc bún hoặc cô chỉ đứng bốc một thời gian, cô cho nhân viên nó bốc, cô chỉ quản lý cô đứng đấy. Cô vâng. Quấy cho con thôi thì con sẽ ăn chiên với các cô bà. Mày thích thì cô ra cô cho mày nghề.
Vâng. Tại vì mỗi người một lọc. Chứ bây giờ bảo cô ra bán khi như thế là cô không bán. Vâng. Thì cô cứ bán ở nhà cô nó quen rồi. Vâng. Đấy, nó cứ bảo là cô ra thì cứ gạ lần nào ra hai cô suy nghĩ chưa bảo là cô không đi. Cô bán ở nhà này thì được thế nào thì được, còn cho nó đỡ mệt mỏi ốm đau ấy. Chứ còn bây giờ bảo cô đi ra đấy hai chị em nó gạ đấy là hai cô suy nghĩ kỹ chưa mà cô không đi. Vâng. Đấy, cứ ra đi, con sẽ đầu tư bằng hết cho cô, kể cả là nhân viên nhân viết các thứ là con đầu tư. Cô không phải bỏ cái gì mà không, cô không ra. Nào cô ngon như này mà cô không ra ngoài Ngọc Lâm ra điểm bán mà cô không ra. Thế mà cô vẫn chưa đồng ý nha. Không đồng ý nha, cô cũng không phải là mình sợ mất nghề mà mỗi người một lộc mà con. Vâng. Cái này thì nó dễ, cái cua mấy cái chả này nó dễ, ăn theo sở thích của mình. Còn cái cua là cô làm theo truyền thống của riêu cua nhà quê. Vâng. Đấy như thế mới ngon đấy cô. Mùi vị hương vị của nhà quê. Vâng. Đấy, tại vì là cho nên là mình làm nhiều hành phi nó là như thế con ạ. Đúng mùi vị cua nhà quê. Ai ăn bảo đúng mùi riêu cua nhà quê và đúng luôn cua riêu cua nhà quê. Cô bé thì bố cô cứ hay cho ăn kiểu cái hương vị của quê ấy. Vâng. Đấy, thế là đâm ra là cô cứ thích cái gì cô làm theo bố. Vâng. Thích. Cái kiểu mà ăn cho chả vào trong bún này là ngon lắm. Tại sao cô lại phát minh ra như thế? À, kiểu nó là do ngẫu nhiên khách người ta ăn người ta gọi. Thích ấy. Ngẫu nhiên kiểu ngày xưa là chị cô bán cũng tại nhà này. Vâng. Cũng bún chả chấm này, bún riêu cua không này, nhưng mà đậu là đương nhiên là có rồi. Vâng. Thế là kiểu tự nhiên người ta thích, người ta bảo cho con thêm ít chả vào cua. Từ đấy giờ khách người ta cứ thích người ta ăn thôi. Chứ còn cái chả này là tự khách ăn đấy. Tự khách ăn thôi mà nhà mình cứ thế là lướng tốc độ nó lên thôi. Chứ ngày xưa là bán riêu cua với bún chả không thôi. Nhìn cái hành cô là hành tự phi đây này. Đúng rồi, hành tự phi đấy. Một ngày mấy cân hành nha các bạn ạ. Nhà nhìn hành tự phi thì biết ngay các bạn ạ. Tự phi. Tự phi, còn nếu mà công nghiệp nhìn nó trắng ẩn đấy. Cô bán cả trứng vịt lộn hả cô? Ôi cháu thấy đợt này nhiều người thích ăn trứng vịt lộn với bún riêu lắm nhá. Nó ngọt nước. Đúng rồi đấy ạ. Nó ngọt nước lắm. Mà ăn cũng khá hợp đấy cô ạ. Đúng rồi, nó ngọt nước lắm. Nhiều người người ta ăn. Về. Mang về. À, khách này là khách ăn ở đây trung tâm. Quen rồi đúng không ạ? Sao hôm nay không ăn luôn đây cho tiện anh? Mua về cho bọn trẻ con ăn trước ạ. Ăn trước đi học. Vâng. Anh nhà ngay đây luôn hả anh? Vâng, em ở ngay gần đây. Dạ. Vâng. Anh mấy cháu rồi? Em được hai cháu ạ. Vâng. Đấy, chỗ này là hai cháu ăn đủ không anh? Được ạ. Cũng nhiều đấy, nhà một cặp lồng này khá nhiều. À bắt đầu khách nhớ đến rồi. Đây các anh lao động. Ăn sớm không các anh? Các bác này thì hay ăn sớm này, đi làm. Mỗi người một giỏ. Chả chấm. À nhà cô chuyên về su hào. Chứ không làm đu đủ. Có người ăn được, có người không ăn được cháu ạ. Tại vì nó là dạ dày. Đấy là lý do cô làm su hào hả? Đúng rồi. Đó là dạ dày. Đấy, dân là bình bình nhà cô bán suốt 3 năm. Hôm nay ăn chấm à? Mấy chan, mấy chấm? Có một chấm rồi. Thế à? À một chấm à? Thôi trời ơi, thế là để tôi lấy. Bò hay chả chan? Có một chấm à? Một chấm thôi gì? Lại tưởng ăn chấm cả. Một bò còn đâu ăn chả chan nhé, chưa thái được bò. Đợi tới một tí. Tớ thái. Chả chan nhá. Mấy chả chan? Một chả chan. Một chả chan hả? Bốn bò đấy. Bốn. Không thay đổi khẩu vị. Chán bán này là bao nhiêu tiền đấy ạ cô? Đấy, này có 30.000, dân lao động ăn mà, mình cứ bán lấy tay một tí. Cái này cô cũng phải về cô thái lấy chứ cô không cho thái máy đâu. Cứ thái tay nhà cô toàn bộ, kể cả thịt chả lại thái tay hết. Vâng. Làm mà thái bằng tay hết, nó ngon mà nó mềm mại. Suốt à? Thế thì em vừa mới làm hôm qua kia ăn nhá. Hả? Hôm qua em vừa mới làm đi kìa. Dạ, cháu quay món ăn ạ. À, cô giao gì đấy cô? Bò. Thế ta đẹp hay quay không? Có, cháu đang quay đây ạ. À. Cô vào đây để ăn bát, cháu quay thêm cô tí nữa. Bác cái ăn là thường xuyên. Cô giao thịt bò cho cô. Ừ, cô giao thịt bò cho nhà mình đấy. Đây, như bát này thì bao nhiêu cô? Thế thôi, các bác này 30 ăn. 30 ạ? Các bác này chỉ ăn thế thôi mà. Các bác này thôi dân lao động, người ta đi làm khổ. Vâng.
À, gọi là cô ưu tiên đúng không ạ? Ưu tiên cho các anh lao động. Ăn bò của ai đây? Của đây vào ăn bò à? Vâng. Hai đô nữa. Kia là cân mốt thì thế chị cứ đưa cho chị đi, cân mốt thì là bao nhiêu? Cháu nhìn cái tạp dề cô là cháu biết là cô bán thịt rồi. Mình ở chợ nào đấy cô? À, cô ở chợ Gia Lâm. Vâng. Còn hai chan nữa nhỉ? Hai tô bò nữa. Hai tô bò nữa. Nhà cô là bán 3 năm một suất. Nhưng vâng, mà đây các bác lao động này chỉ ăn 30 thôi. Dạ, cháu hiểu rồi. Vâng. Nhà cô nhá, có người ăn 50.000 một bát, có người ăn 70.000 một bát. Vâng. Đấy, kiểu sở thích người ta mà. Nó cũng bình thường mà cô, người ta thích ăn nhiều hơn, người ta ăn thêm ăn trứng, chả. Ăn thêm các thứ thì... Bún nó ngon, một cái nước nó ngon. Nhìn có quả cà chua ngon nhỉ cô nhỉ? Nhà cô làm nhiều cà chua. Đấy. Ngon thế. Kể cả đắt nhưng cô làm cũng nhiều cà chua chứ không nhiều, cô không làm ít tại vì cho cái nước cũng ngọt. Cho cháu một quả trứng cô ạ. Cô cho cháu luôn vào trong bát này nhá. Đây mình gọi bát này 35 nghìn này. À, kèm theo đó là có rau sống. Rau sống ở đây thì rất là ngon luôn các bạn nhé. Đây là nhìn mình nhìn rau là mình biết rồi. Đặc biệt, vâng, cháu xin 7.000 một quả trứng ạ cô. Vâng, à, có hai thứ mình nhìn thích. Đấy là có giá này, với cả có rau muống trẻ này các bạn này. Đấy là hai cái này ăn với cả bún riêu rất ngon cô nhé. Đây chắc chắn là cô có mắm tôm đúng không ạ? Có mắm tôm ai ăn được, có lỏ đấy. Đây, mình phải cho mắm tôm luôn vào. À thôi được rồi, tí nữa mình cho mắm tôm sau để mình thử cái nước của cô á. Vì cho mắm tôm vào thì nó đã khác biệt rồi. Có ớt trưng này, có giấm tỏi ớt này. Đây mình thử nước nha. Chua chua giấm mẫu. Đấy, cái suất này rất là đầy đặn. À, ăn cái này thì chắc chắn là mình sẽ phải cho mắm tôm vào rồi. Mắm tôm cô cũng khá là thơm. Ngửi mùi nó cũng đậm. Đặc biệt quán nhà cô đây các bạn này. Quán nhà cô đây chính là cái chả này này. Đó. Ở đây thì cô bán rất là nhiều những bát bún ốc, bún riêu mà có thêm chả này. Đấy là một trong những cái đặc biệt mà nó thành cái nét đặc trưng của quán của cô rồi các bạn ạ. Cái chả này thì đúng ra là cô bán với cả bún chả. Cô bán vừa bún chả này, cô bán vừa bún riêu ốc này. Nhưng mà nhiều khách của cô lại thích ăn cái kiểu như này. Thì hôm nay mình cũng muốn ăn theo cái kiểu mà người ở đây người ta hay ăn các bạn nhé. Đó. Bát đầy đặn quá. Đợt này mình ăn bún riêu thì mình cũng hay ăn thêm cả trứng vịt lộn. Ăn rất là ngon, nhà nào mà có trứng vịt lộn mình toàn gọi thêm thôi. Ăn nó hợp phết các bạn ạ. Lúc đầu thì mình chưa ăn quen, cảm thấy là nó hơi có cái sự khác biệt với cả nó lạ, nó chưa quen mồm ấy. Nhưng càng về sau ăn mình càng cảm nhận được cái độ ngon của nó. Cái độ ngọt của cái trứng vịt lộn ấy nó quyện với cả cái bún riêu ăn rất ngon luôn. Cô cho con thêm cốc trà cô nhé. Vâng, lúc ấy cô quảng cáo là trà của cô đó là cái gì cô nhỉ? Đặc biệt như thế nào nhỉ? Trà hoa cúc à? Trà của cô là trà hoa cúc. Trà hoa cúc. Ở đây cô không có trà mạn mà cô có trà hoa cúc các bạn ạ. Mình cho nhiều mắm tôm mà ăn, cho mắm tôm mà ăn nó đậm đà, nó ăn với rau sống rất là ngon đấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, cái miếng chả cô ở đây cô làm rất là to dày bản này.
cảm giác như là mình gắp vào tươi mềm, nó có độ tươi mềm. Đây cháu xin cô. Vâng, cái cốc này thì mấy đồng hả cô? Cô không lấy tiền. À, cốc này là miễn phí ạ. Vâng. Ừ. Mình gắp vào thì mình thấy là nó có cái độ mềm đấy. Mềm không? Ăn không bị bã đâu các bạn ạ. Ngon, cũng có cho chút đường, nó hơi có cái độ ngọt. Cũng vừa phải. Nhiều bạn giờ bây giờ hay ăn trứng vịt lộn rồi đúng không? Ngon lắm. Còn vàng này ăn nó bùi bùi, ăn nó ngon lắm. Riêu cô ở đây thì có nhiều hành. Ăn khá ngon. Ăn trứng ngon lắm các bạn. Nhà cô ở đây thì khá dễ tìm. Như vậy mình mô tả cho các bạn ý. Các bạn đi qua cầu Trương Dương khoảng 200m thôi thì đến cái ngõ Bồ Đề ấy, cái phố Bồ Đề ấy, thì đi vào khoảng 20m nữa thì rẽ vào ngõ 12 là nhà cô ở trong này rồi. Đâu đó khi mà ăn kèm với cả cái chả nướng này các bạn này, ở trong các cái vùng mà nông thôn nó rất là nhiều, nhưng ở Hà Nội mình rất là ít ăn. Ăn thì nó cũng khá là dễ ăn, nhưng mà có lẽ là người Hà Nội mình thích đi ăn ngọt, bởi vì cái chả này nó hơi ngọt này. Chả người ta làm bao giờ nó có hơi có vị ngọt một tí của đường. Theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một trong những cái quán mà nếu mà trong cái khu vực này thì ăn gọi là ổn các bạn ạ. Giá cả thì cũng không phải là rẻ nhưng mà cũng không phải là đắt. Mình thấy là cái khu này giá 35.000 cho một bát thì cũng rất là vừa vặn. Mình ăn thêm thì nó nhiều tiền hơn thôi. Ví dụ như bát của mình là 45.000 do là mình ăn thêm trứng này, mình ăn thêm thịt này. Chứ còn nếu mà bún riêu mỹ ốc không thì 35.000 mình thấy bát đấy thì cũng ok, vừa phải. Đấy, còn về cá nhân mình về chất lượng ở đây thì cái nước dùng mình thấy là ăn cũng ở mức khá thôi. Còn nếu mà để mà ngon hơn ý, thì mình thích là kiểu nó phải nhiều hương dầm bỗng hơn một tí nữa. Nhưng mà cái thứ hai thì nước dùng mình có cảm giác nó hơi bị cứng một tí, không được mềm lắm. Thế nhưng ăn thì cũng cảm thấy là ngon. Đấy, các bạn ăn thì các bạn có thể các bạn cho thêm một chút cái mắm tôm vào để ăn cho nó đậm đà, ăn kèm với cả rau sống nữa thì nó ngon hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.